Đẹp mà mẫu lấy đẹp mà cô. Đây chị Ngọc ấy, chị làm mấy miếng lại chốc lai. Áo lẻ cô lấy có tay chứ còn sắc nó không có cô. Hello mấy chị. Hello cả nhà mình nha. Xin chào mấy chị yêu. Đây hàng mới về nhiều lắm mọi người. Ô, mấy chị nào vào like rồi chấm bài chia sẻ like em tặng hàng đầu like cho mọi người nè. Đây đây khách mua cả đống. Mấy chị yêu vào like rồi chấm bài chia sẻ like em nha mấy chị. Kiên ơi bật máy lên đây Kiên. Chị Kiên cầm máy lên đây chốt like luôn chị Ngọc. Chị Ngọc làm công việc khác cho chị nghe luôn. Đây là 105. Dạ không xả nha chị ơi. Hôm nay tụi em lên hàng mới rồi nha. Hàng xả combo thì tầm cỡ 1-2 tháng tụi em mới xả một lần chứ không có xả nhiều đâu mấy chị. Trời ơi, xả hoài luôn, xả nghiệp luôn sao. Hello mấy chị, chào mọi người. Mấy chị nào vào like rồi chấm bài chia sẻ like em đi tặng hàng đầu like cho mấy chị đẹp nè. Mấy chị nào vào like rồi chấm bài em mấy chị ơi tương tác lên em với. Hello mọi người. Hello chào chị Denisa Út nè. Chào mấy chị. Kiên ơi đem máy lên đây Kiên ơi, nó đang ngầu bạc ấy rồi làm luôn Kiên. Chào chị Dễ Hân luôn. Chào mọi người, mấy chị nào vào like rồi chấm bài giùm em mấy chị ơi, chấm bài giùm em nha. Tương tác với chiếu em lên đi nào. Cái kia bữa cũng chưa nhập mà coi như bỏ cái kia đi rồi tính cái này lại thì ngọt tự nhiên bù qua bù lại thì chẳng thấu không. Chào mấy chị để cơ kiếm hay là bạn mấy chị đẹp nè. Hàng đầu like rồi lên hàng mới nha. Hôm nay em lên đây là bên em chỉ lên hàng mới thôi nha mấy chị nha. Rồi tặng hàng đầu like. Áp dụng cho chị nào chia sẻ like đã chia sẻ like nha mấy chị ha. Mấy chị vào like rồi chia sẻ like bấm chấm bài chia sẻ like mấy em đi. Rồi đây em lên cái đầm. Đầm xanh giùm em mấy chị, đầm xanh nè. Đầm xanh này size bé tầm khoảng hôm này hơi nhỏ tầm cỡ 16 kg mấy chị nha. 16-17 kg mặc vừa, đầm xanh 16-17 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment em đầm xanh sale mấy chị. Đầm xanh này hàng thiết kế bây giờ sale mấy chị, đầm xanh 55k mấy em. Đầm xanh 55k mấy chị đẹp, hàng thiết kế. Đây có khó kéo đầm hàng luôn, hàng thương hiệu Rockit nè. Đầm này hôm trước bán 95.000 một cái, bây giờ sale mấy chị 55k nha. Chị nào lấy comment giùm em đầm xanh size bé khoảng 16-17 kg mặc vừa. Đầm xanh 16-17 kg mặc vừa giùm em, lấy comment em đầm xanh, hàng thiết kế nha mấy chị. Bao chắc luôn nha mấy chị luôn, hàng này mặc đi tiệc cực kỳ đẹp. Hàng này mấy chị mua ở thị trường khoảng 101-102, gần cả 100.000. Rồi set vàng nè, set vàng, cái này là set quần như men, set quần nha mấy chị. Set quần màu vàng. Đây set quần ống rộng nhìn giống như mặc váy mấy chị, set váy dễ thương lắm. Rồi
Đây chị nào lấy comment em xếp vàng nè. Xếp vàng size bé tầm vỏ 11-12kg mặc vừa. Xếp vàng 11-12kg mặc vừa. Sale xếp vàng này 39k. Xếp vàng 39k em, chị nào lấy comment em xếp vàng 39k. Size bé 11-12kg mặc vừa em nha. Lấy comment xếp vàng nha mấy chị nha. Dễ thương lắm luôn á. Rồi cái này à, nơ vàng giùm em, nơ vàng size bé tầm cỡ 9 đến 10 kg mặc vừa. Nơ vàng tầm khoảng 9 10 kg mặc vừa giùm em, chị nào lấy comment cho em nơ vàng sale 55k. Nơ vàng 55k giùm em mấy chị. 55k set nơ vàng hàng thiết kế luôn nè. Đấy xịn sò rồi chưa? Rồi chị nào lấy comment cho em nơ vàng nha, quần có túi nha mấy chị nha, quần có túi set nơ vàng giùm em. Lấy comment giùm em set nơ vàng mấy chị, nơ vàng em nha, size bé tầm khoảng 9 đến 10 kg thôi. Sai nhí, 9-10kg dơ vàng hàng thiết kế sale với chị 55k. Rồi bộ trắng. Bộ trắng này em còn 2 bộ. Bộ trắng em còn 2 bộ mấy chị, size bé khoảng 25kg đến là 32kg. 25kg đến 32kg, chị nào lấy comment em bộ trắng. Rồi trắng sale mấy chị 49k. Bộ trắng 49k dùm em. Bộ trắng này, hàng xuất dư nha mấy chị nha. Size tầm khoảng 25kg đến 32kg mặc vừa này. 25kg đến 32kg mặc vừa. Bộ trắng giùm em còn 2 bộ, sale 49k. Chị nào lấy comment em bộ trắng nha. Bộ trắng 49k giùm em mấy chị nha, 49k bộ trắng giùm em. Rồi nơ vàng chốt chị Phạm Thành nha. Trắng 49. Rồi set gấu nè. Bộ gấu vàng giùm em. Bộ gấu vàng size bé khoảng 13-14kg mấy chị nha. Gấu vàng 13-14kg giùm em. Chị nào lấy comment em gấu vàng sale 49k. Gấu vàng 49k giùm em, set này là set quần mấy chị ha, set quần nè. Đấy quần ống rộng rất là đẹp luôn. Gấu vàng 13-14kg 49k. Gấu vàng 49k giùm em mấy chị. Gấu vàng 49k. Rồi em còn một set nơ, một set hồng. Set hồng mấy chị, trời ơi set hồng set phối dễ thương quá luôn. Đây set hồng cho em mấy chị yêu nha. Set hồng hàng thiết kế rất là đẹp luôn, size bé khoảng 9-10kg mặc vừa. Hồng cho bé tầm 9-10kg mặc vừa mà em nha, chị nào lấy và em set hồng này 8kg mặc cũng được luôn này mấy chị này. 8kg mặc cũng vừa luôn nha, hàng này size nhí, hàng sơ sinh mấy bé sơ sinh mặc này. Rồi lấy comment em set hồng mấy chị nha, set hồng 49k. Hồng 49k em, chị nào lấy comment em set hồng size bé tầm khoảng 8-10kg nha. 8-10kg mặc vừa set hồng giùm em mấy chị, set hồng nha. Rồi hồng chốt chị Phạm, chốt chị Hồng Thảo set hồng nha. Hồng chốt Hồng Thảo. Rồi còn một bộ cá. Còn một bộ cá mập xám size bé khoảng 30kg mấy chị ơi. Cá mập xám 30kg mặc vừa. Cá mập xám sale cá mập xám này 59k. Bộ cá mập xám 59k giùm em, chị nào lấy comment em là bộ xám nè. Bộ xám 30kg 59k. Bộ bé trai hàng size đại mấy chị. Trời còn có mấy. Còn có một bộ duy nhất là sale luôn à. Chị nào lấy comment nha, hàng thương cô Tâm chấm phẩm nha mấy chị nha, hàng thương hiệu TGB rất là đẹp luôn. Lấy comment em cá mập xám giùm em nha. Bộ cá mập xám mấy chị nha. Hôm nay chị lên sale hàng xốp xịn mấy chị nha, không có lên sale hàng hàng thường, không lên hàng combo nha mấy chị. Rồi cá mập xám chúc chị Phan Thị Lan, cá mập xám giùm em. Ủa cái hàng mẫu của Lan đâu ta? Hàng mẫu Lan sao còn có mấy bộ nữa? Không, Lan này nè. Tại nãy thấy cái này nó che nè. Rồi em lên đồ lăn nha mấy chị nha, lên đồ lăn cho bé đi nè. Lên bộ lăn cho bé, mùa hè nóng nực mặc lăn cho mát mấy chị. Lên bộ lăn. Đây lanh nó có rất là nhiều hình mấy chị, em đọc theo mã mấy chị, chốt hàng theo cái mã giùm em nha, chốt theo mã hàng giùm em mấy chị nha. Bộ lanh cho bé gái nè, trời về dễ thương lắm mấy chị. Có size đại luôn nha mấy chị nha. Size cho bé tầm khoảng 7kg. Bộ lanh này em về size cho bé tầm cỡ 7kg cho đến là 33kg mấy chị. 7kg đến 33kg. Lanh 7282k. Size nhí là tầm khoảng 7kg cho đến 16kg, size đại là từ 17kg cho đến 33kg mấy chị nha. Để chị nào lấy lanh comment em lanh. Nhí là 72 đại 82, 7282. Bộ lanh nè. Rồi lấy bộ này comment em là mã 14 mấy chị. Chốt hàng theo cái mã giùm em. Lanh mã 14 nè mấy chị. Trời ơi đẹp ghê luôn. Hàng lanh này là lanh Thái mấy chị nha.
hàng lanh Thái loại 1 rất là đẹp luôn. Hàng lanh này lanh xịn nha mấy chị. Rồi cái này comment giùm em mã 15. Bộ này comment giùm em mã 15 nè. Trời dễ thương quá. Size bé từ 7 kg cho đến là 33 kg mấy chị nha. 7 kg đến 33 kg giùm em. Chị nào lấy lanh comment giùm em lanh ha. Bộ lanh cho bé. Hàng lanh Thái rất là đẹp. Em đọc theo mã hàng mấy chị chốt hàng cho mã giùm em nha. 15. Rồi lấy mã này comment giùm em là mã 19 mấy chị. Bộ này comment giùm em mã 19. Gì vậy? Thích hiểu tao hỏi. Mã 19 giùm em mấy chị ơi, mã 19 nha. Lấy comment cho em cái bộ này mã 19 nè. Rất là dễ thương luôn. Hàng lanh Thái rất là đẹp luôn mấy chị. Lấy comment cho em mã 19 giùm em. Mã 19 mấy chị, mã 19 cho em ha. Rồi mã này là mã 16. Mã 16 mọi người, mã 16 nè. Trời ơi dễ thương lắm luôn á. 7282K, nhí 72 đại 82K giùm em mấy chị nha. Đây. Bộ lanh mã 16 giùm em. Lanh mã 16, size bé từ 7 kg cho đến là 33 kg luôn mấy chị. Hàng này em về có size đại luôn nè. Mấy chị nào bữa hỏi lanh size đại chốt mấy bộ này là mã 16. Rồi, lấy mã này comment cho em là mã 18 mấy chị nha. Bộ này mã 18 giùm em. Mã 19 16 kg thân thì cúc. Ok chị thân thì cúc nha. Mã 19. Mã 16, mã 16 15 kg rồi chị thân thì cúc lên mà em số điện thoại nha chị ơi. Đây, mã này comment em mã 18 nè. Của chị là bộ mã 16 đây. Mã 16 đúng không chị? Mã 16. Mã 16 16 kg luôn đúng không? Rồi ok chị. Đây của chị là hai bộ này nha. Mã 19 với lại mã 16 nha. Rất là dễ thương luôn. Rồi, hàng lanh này là 7282K giùm em mấy chị, size nhí 72, size đại 82. Nhí là từ 7 kg cho đến là 16 kg, đại là 17 kg đến 33 kg giùm em nè. Chị thân thì cút chốt đơn lên mà em số điện thoại nha chị yêu nha. Rồi bộ này mã 18 giùm em mấy chị, mã 18 giùm em nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, đây em lên từng mã cho mấy chị chọn nè. Rất là dễ thương luôn. Rồi mã này là mã 17 mấy chị, mã 17 giùm em nha. Mã 17 nè. Mã 17. Rồi ok, thấy số điện thoại chị thân thì cút rồi ha. Mã 17 cho em mấy chị, mã 17. Mã 17 mấy chị, mã 17 nè. Trời ơi dễ thương quá luôn á. Hàng lanh này lanh Thái, hàng lanh loại 1 nha mấy chị nha. Nó rút rất là ít luôn. Rồi, cái này comment cho em là mã 4 nè. Mã 4 giùm em ha. Bộ xương rồng mã 4. Mã 4. Rồi mã 4 nha, chị nào lấy comment cho em mã 4 mấy chị nha, mã 4. Bấm lại mấy cái mã cho để chút nữa lộn chị kia. Rồi em xíu mấy chị. Cái này nãy mã 19 đâu người ta. Thiệt luôn á. Cái này mã 19 là chị, ghi cái tờ giấy này nó rớt lúc này nữa. Mã 19. Rồi chốt chị Phan Thị Lan mã 16 ok nha. Ai lấy bộ này comment cho em là mã 3 nè. Bộ que kem mã 3. Mã 3 giùm em mấy chị, trời dễ thương quá luôn ha. Đây. Đấy, đa số hình của bé gái đa số tông màu trắng màu hồng thôi mấy chị. Size nhí là từ 10 kg, lọc 8, 7 kg chứ, 7 kg mặc vừa rồi, size này nhỏ. 7 kg cho đến là 16 kg giùm em. Rồi, mã 3. À chị ơi, cái mã 3 này em không có size 16 kg, em có tầm 17 kg trở lên chị. Hàng này em không có nhí hết nhí rồi. Cái này em còn đại này, chị lấy là 17 kg luôn được không? Size đại là 82K giùm em nha. Cái mã 3 em hết size nhí rồi chị. Còn 17 kg độ lên thôi, chị có lấy thì em chốt ha. Rồi mã này comment cho em là mã 1. Mã 1 này em chị cũng còn size đại thôi mấy chị. Mã 1 em còn size đại từ 17 kg cho đến là 30 kg nè mấy chị nè. Mã 1 giùm em nè. Trời ơi dễ thương quá. Nói chung 16 17 kg nó không nhất tí xíu nhưng mà giờ nó nhảy qua size đại là nó khác giá nha chị nha. Đấy có lấy 17 thì comment cho em cái mã đấy nha. Rồi mã này mã 5 giùm em. Mã 5 em cũng còn size đại thôi mấy chị. Mã 5 em còn size đại từ 17 kg cho đến là 33 kg. Mã 5 giùm em, mã 5 nè. Mã 5. Để em coi mấy bộ có size 16 em lên cho chị. Đây lấy giùm em mã 8 nè. Mã 8 em có 16 kg size nhí nè. Mã 8, mã 8 hình con thỏ rất là dễ thương luôn ha. Đây lấy cái bộ này comment giùm em mã 8 nha. Mã 8. Rồi em có mã 9 nữa nè. Mã 9 em có size nhí luôn nè. 7 kg cho đến là 16 kg nè. Mã 9 bộ hoa màu hồng ha mấy chị ha, dễ thương lắm. Rồi mã 9 cho em nha. Rồi bộ này lấy comment giùm em mã 10. Rồi mã 8 chốt cho chị thân thì cúc. Rồi bộ này comment giùm em mã 10 nha chị yêu nha. Mã 10 nè. Đấy. Mấy cái bộ này là em có size nhí là từ 7 kg đến là 16 kg.
mấy cái bộ kia làm lên xe đài, cái nào lên có xe đài em lên xe đài mấy chị. Đây tay nhí còn mấy mã này nữa nè, mã caro dễ thương mấy chị. Rồi lấy mã này comment cho em là mã 11. Cái này mã 11 giùm em, mã 11 cho chị nha, mã 11 giùm em nè. Rồi bộ này mã 12. Đây bộ mã 12 hình con bướm rất là dễ thương luôn. Mã 12 giùm em, 7282k. À cái hàng này không có 40kg chị ơi, 40kg chị lấy qua đồ cô tông được không? Lấy đồ thun cô tông chứ hàng lanh không có xe 40kg đâu. Rồi mã này comment cho em mã 13 nè. Đây mã 13 rất là đẹp luôn nha. Đấy mấy bộ đấy em có size của bé chị ha. Size nhí hả? Size nhí là 72 nghìn một bộ chị, còn size đại là 82 nha chị nha. Đây bé chị Ngọc Hạnh bao nhiêu ký để em lên cho. Size nhí là từ 7kg cho đến khoảng 16kg thôi chị, còn size đại là từ 17kg cho đến là 33kg giùm em nha. Chị Ngọc Hạnh bé mình bao nhiêu ký để em lên mấy cái mã này cho, tại vì hàng này nhí đại nó không có giống nhau. Hàng này nhí đại nó không có giống nhau. Mã 8 cho mình con thỏ. Mình con thỏ. Mã 9 là cái bộ này. Mã 19 chứ, mã 19. Cái này này cái bộ mã nào nữa ha? Đây em lên lại cái mã, mấy cái mã lanh cho mấy chị chốt lại nha. Mấy chị nào vô sâu này chốt lại mã lanh giùm em nè. Rồi, bộ mã 5. Mã 5 là em có size đại không có size nhí nha mấy chị nha. Đây, mã 5 là có đại không có nhí giùm em. Đại là từ 17kg đến 33kg giùm em. Mã 5 giùm em nè. Rồi mã 5 nha. Rồi mã này là comment giùm em mã 1. Mã 1 cũng có đại thôi. Mã 1 size đại từ 17kg đến 33kg luôn. Size đại là 82.000. Size nhí là 72.000 giùm em mấy chị yêu nha. Đây bộ này là mã 3 nè. Mã 3 là em cũng có size đại thôi nè. Mã 3 là size đại từ 17kg cho đến là 33kg luôn. Size đại mã 3 size đại. Rồi mã 17 size đại giùm em luôn mấy chị. Mã 17 size đại luôn nha. Mã 17 quả dâu nè. Mã 17 size đại luôn. Rồi em lên size đại một lượt rồi lên size nhí nha. Đây mã số 6. Mã số 6 là em cũng có size đại mấy chị nha. Mã số 6 nè. Đấy hàng lanh này, hàng lanh Thái mấy chị. 72 7282 nhí đại giùm em. Đây đấy số 6 lớn nhất mà. Rồi mã này là mã 7 mấy chị. Mã 7 giùm em nè. Mã 7 mấy chị nha. Mã 7. Mã 7 là size đại luôn. Mã 7 size đại mấy chị ha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Hàng lanh này, hàng lanh Thái loại 1 mấy chị nha. Xịn sò luôn. Mạc bao mát. Rồi đây mã này comment cho em mã 4 mấy chị yêu nè. Mã 4. Mã 4. 7282k em mấy chị nha. Nhí đài 7282. Size nhí là từ 7kg cho đến khoảng 16kg. Size đài là từ 17kg đến 33kg giùm em. Rồi mã này comment cho em mã 19 nè. Mã 19 nè. Mấy cái hàng này là size có size nhí nè mấy chị nè. Cái này em có nhí không có đại nè. Rồi mã này là mã 18. Mã 18 là em có từ 7kg đến 33kg luôn. Mã 18 giùm em có nhí đại luôn. Mã này có đều nhí đại nè. Đấy mấy chị nào muốn mặc cặp thì lấy cái mã này cho bé nè, mặc cặp nè. Rồi mã 18 giùm em. Rồi mã bộ này mã 16 mấy chị nha. Mã 16 giùm em ha. Mã 16 size cho bé từ size nhí từ 7kg cho đến là 16kg. Rồi mã này là mã 15 size đại. Mã 15 size đại giùm em. Mã 15 size đại rất là đẹp luôn. Mã 15. Bộ này mã 14 cho em đó chị nha. Heo Peppa nè. Heo Peppa mã 14 size nhí. Mã 8 size nhí luôn. Mã 8 hình con thỏ size nhí luôn. Đấy 8 size nhí giùm em. Rồi 13 bộ trắng hình trái cây rất là dễ thương luôn nè. Đấy màu trắng nó mặc lên rất là đẹp mấy chị nha, nổi lắm luôn á. Rồi mã 13 size nhí. Mã 12 size nhí luôn mấy chị ha. Mã 12 size nhí thì con bướm nè. Rồi chị nào lấy lanh nữa comment lanh nha. 40kg thì lấy giùm em. Ừ 40kg. 40kg nãy size số 16 nắng nghe lấy rồi mà. 38kg. Ừ dịch dòng bớt rồi. Ờ, cái này là 7282k cho chị yêu nha. Size nhí là 72.000 một bộ. Size đại là 82.000 một bộ. Nhí là từ 7kg cho đến là 16kg. Đại là từ 17kg đến 33kg giùm em. Đây 19 thằng nãy lên rồi. 19 đây nè. Là cái bộ em kêu chị gắn mã nè. Đây mã này là mã 11 giùm em chị ha. Mã này mã 11. Dạ cái này là nhí là 72 đại 82k giùm em nha mấy chị yêu nha. Bộ lanh này là nhí 72k một bộ. 72.000 một bộ, size đại là 82.000 một bộ giùm em. Size nhí là từ 7kg cho đến là khoảng 16kg. Size đại là từ 17kg đến 33kg giùm em mấy chị nha. Rồi mã này là mã 9 giùm em nè. Em lên cái mã mấy chị chốt đơn theo cái mã giùm em mấy chị nha. Hàng lanh này là hàng lanh Thái loại 1. Hàng lanh Thái loại 1 mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lên lên lanh nữa thì em comment em lên lại mẫu cho.
em qua hàng thung cô tông đi, 40 kg. Em bật đèn ché lắm, ché cứng em á, em có lực chất lên được. Rồi bỏ xuống luôn chị kia, đèn bỏ xuống chị chất lên này. Rồi chị nào lấy lanh nữa thì em lên lại cho. Rồi để em lên hàng thung nè. Mấy chị nào lấy 40 kg lấy mấy bộ này cho em nè. 40 kg lấy hàng 3D không chị? Đây, hàng 3D em có size từ 40 kg cho đến là 55 kg luôn nè. 40 kg đến 55 kg, chị nào lấy comment em bộ 3D thung lạnh bao mát luôn, hàng thương hiệu Kenkit mấy chị. Hàng này em có size cổ nha, từ 40 kg cho đến 55 kg giùm em. Bộ này là 99k một bộ. 99k một bộ, em có Mickey xanh nè mấy chị nè, bộ đùi nha. Bộ đùi Mickey xanh. Rồi em có Mickey màu hồng. Hàng thương hiệu Kenkit mấy chị nha, chắc thun lạnh hàng thương hiệu Kenkit có tan mặt đầy đủ. Rồi lấy comment em Mickey hồng. Mickey hồng size từ 40 kg cho đến là 55 kg mặc vừa mấy chị. 40 kg đến 55 kg mặc vừa Mickey màu hồng. Rồi bộ này comment em bộ gấu cam. Bộ gấu cam nè. Đấy. Cái này lấy về mẹ và bé mặc vừa được luôn nè mấy chị nè. Mấy bé mà bự bự ấy, 40 kg trở lên nè. Rồi 40 kg cho đến 55 kg, chị nào lấy comment em bộ thun lạnh 3D ha. Gấu cam giùm em, Mickey hồng, Mickey xanh, 99k một bộ. Bộ này 99k một bộ giùm em mấy chị nha, 99k một bộ, chắc thun lạnh mặc bao mát luôn. Lấy comment cho em bộ thun lạnh. Bộ thun lạnh mấy chị, đây 40 kg lấy giùm em mấy cái mã này nữa nè. Em mới về đồ 40 kg nhiều lắm. 40 kg lấy cái mấy cái mã này về mẹ với bé mặc luôn này mấy chị. Đây chị Cúc lấy cái bộ này 40 kg nè, có size cho bé nè. Em lên hàng này rất là đẹp luôn mấy chị nha. Hàng này mẹ và bé. Hàng thương hiệu Lido BB mấy chị. Mấy cái bộ này ở ngoài thị trường nó bán cũng phải 180-190 một bộ nha mấy chị nha. Rồi bên shop Nga hôm nay chị sale bộ này với giá là 160.000. Sale cho mấy chị bộ này 160k giùm em. Rất là đẹp luôn, hàng thương hiệu Lido BB. Đấy, em nói thiệt mấy chị, nhận vải cái bộ này là bao ghiền luôn nè. Đấy, khách nhà em là mua một bộ là giờ mua thêm lúc đơn sau 2-3 bộ nữa vậy đấy. Rồi lấy bộ này comment lên cho em là bộ nơ xanh giùm em. Nơ xanh 160k, em có size từ 40kg đến 65kg luôn. 40kg đến 65kg giùm em. Đấy, bộ đùi giùm em ha. Bộ đùi, cái này mẹ và bé mặc được mấy chị. Hàng thun cô tâm chính phẩm rất là đẹp. Bộ nơ xanh giùm em nha. Nơ xanh mấy chị nha, nơ xanh. À em có hai màu xanh, cái này comment em nơ xanh lá đi mấy chị. Bộ nơ màu xanh lá. Em có nơ màu xanh lá và nơ màu xanh xanh dương nè. Đây có hai màu nha, bộ nơ xanh này em có hai màu. Chị nào lấy comment em nơ xanh ha, trời ơi em nói thiệt. Rồi chắc phải là bao ghiền luôn á. Rồi lấy bộ này comment em nơ xanh nè, nơ xanh dương cho em hai màu nha. Xanh lá xanh dương giùm em, size từ 40kg cho đến là 65kg luôn mấy chị. Form rất là to nha. Hàng này có size mấy chị nha. Hàng chuẩn có size nha mấy chị ha. Đấy, hàng thun cô tông chính phẩm bao đẹp. Chị nào lấy comment em bộ nơ xanh. Nơ xanh dương, nơ xanh lá giùm em. Này mẹ và bé mặc vừa mấy chị nè. Mẹ và bé về lấy về mặt cặp rất là đẹp luôn ha. Rồi lấy comment cho em bộ nơ xanh mấy chị, nơ xanh. Nơ xanh mấy chị ơi. Đây em lấy cái bộ này có size dí đại cù cho mấy chị nè. Ai chị nào lấy bộ bò sữa không? Lấy bộ ngố bò sữa mấy chị. Bộ nơ xanh dương 56kg chốt cho Đồng Hà. Rồi lấy bộ này bộ bò sữa nè. Bò sữa đồ ngố mấy chị nha, đồ ngố. Hàng thun cô tông chính phẩm, hàng của mông chích. Chất thun cô tông chính phẩm bao chất cho mấy chị luôn được. Được chặn hàng, được kiểm tra hàng trước khi nhận mấy chị nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Chị nào lấy comment cho em bộ này bò sữa. Em có size từ 10kg đến 60kg luôn. Cái này 10kg đến 60kg luôn mấy chị yêu nha. Đây em có màu xanh nè. Rồi bò sữa màu trắng giùm em. Bò sữa màu cam. Bò sữa màu hồng. Có size từ 10kg đến 60kg. Size nhí là 95, size đại là 105. Và size cù là 115 giùm em nha mấy chị nha. XL. Hết XL hả? Ờ, xanh dương em hết XL rồi Đồng Hà ơi. Lấy hoa màu xanh lá còn không? Rồi vậy là giờ cái này còn. Em còn tầm cỡ 55kg đổ lại thôi Đồng Hà. Bộ nơ em còn tầm 55kg đổ lại. 55 40, 45 45, 50, 50, 55 còn 2x hả? 2x là bự quá rồi. Vậy là 50. Vậy cái đấy em hết rồi, để em đổi cái mẫu khác nha, để em lên mẫu khác nha. Dạ hàng nơ xanh đấy không có size bự chị Tăng Tường Vy ơi. Thôi để em lên mẫu khác nha Đồng Hà, khách hút mất cái hai bộ size giữa mất rồi. Giờ em còn tới 65kg với lại 50kg đổ lại thôi. Ôi lấy bộ này nè, lấy bộ bò sữa không chị, lấy bộ bò sữa không, không để em lên mẫu khác đợi em xíu nha. Rồi chị nào lấy bò sữa, chị Tăng Tường Vy lấy bộ bò sữa về mặt cặp mẹ bé luôn nè.
Bò sữa em cắt size nhí đại cồ luôn nha, từ 10kg đến 60kg luôn mấy chị. 10kg đến 60kg, 95, 105 và 115, 3 dòng size nhí đại cồ. Em có màu xanh, màu trắng nè. Rồi bò sữa màu cam giùm em nè. Bò sữa màu hồng nè mấy chị, phun đồ ngố rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đấy, chị nào lấy bộ này comment cho em bộ bò sữa. Bò sữa này mẹ và bé mặc vừa. Rồi cái bộ nơi em hết size rồi. Lấy bộ này giùm em đi. Con gấu. Màu đỏ thôi ta. Rồi lấy bộ này đi, lấy bộ đùi này đi chị. Bộ đùi này em còn size đúng không? Size đúng không? Có còn size không? Chứ để mất con. Cái gì? Có còn màu vàng hết lờ hết nha, màu vàng hết lờ đâu. Rồi, một bộ hết. Còn lờ đúng không? Lờ lắm lắm. Chị hết bữa chờ thôi. Lấy bộ bộ xanh dương này em chị Đồng Hà. Đồng Hà lấy bộ xanh dương này không? Cái này em còn size 5-6kg nè. Rồi chị nào lấy bộ này comment giùm em bộ gấu với chị nha. Bộ gấu. Bộ gấu này là em có size từ bò xanh 31kg chút chị Dầu Hà. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ gấu với chị yêu ha. Bộ gấu này là 100. Bộ này thì rất thấp hơn. Bộ này 145k. 95, 105, 125 là cái size đấy là 105. 115. 105 nha. Số 31kg lấy số không ngon. Số 10 thôi chị. Em để nó tự giác được không chị? Em đọc số tiền rồi đọc số size nữa thôi chứ nó làm. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ gấu mấy chị. Bộ gấu giùm em nè. Tại cái phun đấy không phải phun chuẩn thành em nhắc chị chứ. Cái đó đâu phải phun chuẩn đâu. Để cho nó tự động làm đi. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ gấu. Bộ gấu này là 145k mấy chị. Bộ gấu này 145k giùm em. Gấu 145k em có size từ 40kg đến 65kg luôn mấy chị. 38kg. 12, 38kg tự chia. Lấy chị hai bộ lanh size bé 14kg rồi ok chị. Lấy màu nào cũng được đúng không chị? Lấy hai bộ hai màu khác nhau cho chị Tăng Thường Vy ha, ok chị nha. Rồi em lên lại bộ gấu mấy chị, lên lại bộ gấu nè. Gấu chị chốt màu nào Đồng Hà? Em có hai màu. Em còn màu đỏ với lại màu xanh, chốt chị màu xanh ha. Đặt màu xanh ra mát mẻ nha. Rồi chốt chị bộ gấu 56kg nè, ok. Bộ gấu 145k giùm em. 54kg đây số 8. Em mới nhắc luôn hồi nãy chị Ngọc. Em mới nhắc luôn mà không nghe. Em mới nhắc luôn. Em nhắc chị Ngọc nghe đúng không? Rồi chị nào lấy gấu nữa rồi ok chốt đồng hàng gấu xanh nha. Rồi chị nào lấy bộ gấu nữa không nè mấy chị. Hàng thương hiệu Lido BB chắc bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Em nói thiệt mấy chị nhận hàng cái bộ đây mấy chị muốn mua thêm 2-3 bộ nữa luôn á. Hàng rất là xịn sò luôn, chắc không cô tâm co giãn. Hàng này thấm hút mồ hôi nè, rất là đẹp, chắc không đẹp. Rồi mã 4 bộ lanh. Mã 4 bộ lanh 16kg. Ok chị Thanh Lan nha. À cái bộ này là size 65kg lớn nhất cho chị nha. 65kg mặc vừa luôn á. Hàng này có size 2XL luôn mấy chị. Hàng này phô rất là to. Đây chị nào lấy bộ gấu này, em lên lại mã bộ gấu cho mấy chị nè. Em có gấu xanh nè. Rồi gấu đỏ giùm em mấy chị nha. Gấu đỏ. Rồi em có gấu màu vàng nữa. Màu vàng em thích màu vàng nè mấy chị nha. Đây bộ gấu vàng, gấu xanh, gấu đỏ giùm em. 145k một bộ hàng này. Em nói thiệt mấy chị, cái này mấy chị search lên Google hàng thương hiệu Lido BB á, ngoài thị trường đã bán bộ này chắc cũng phải gần 200.000 một bộ. Tại vì hàng này bên em bán giá sale rồi. Giá này là giá sale rất là rẻ rồi mấy chị. Nè, bộ gấu vàng này, thương hiệu Lido BB rất là đẹp. Gấu vàng size từ 40kg cho đến là 65kg vừa. Đây bé nào 40kg lấy cái này về mẹ bé mặc cặp rất là đẹp luôn mấy chị. Đấy, chị nào lấy comment giùm em bộ gấu nha. Bộ gấu 145k giùm em. Gấu 145k giùm em mấy chị ha. Gấu 145k. Rồi đây lên tiếp bộ của mẹ nè. Bộ này em lên bộ quần lửng. Em lên bộ quần lửng. Em lên bộ quần lửng. Bộ này chị nào lấy comment cho em là bộ dưa đỏ đi. Bộ dưa đỏ giùm em mấy chị nha. Kiwi chứ dưa đâu. Kiwi gái nè. Hồi nãy chị kêu caro dưa. Caro đỏ giùm em đi mấy chị. Bộ caro đỏ. Bộ caro đỏ em có size từ 40kg cho đến là 65kg luôn. 40kg cho đến 65kg. Bộ này là 160.000. Bộ kiwi đỏ, bộ caro đỏ là 160 thôi mấy chị. 160 sale 160 nha. Chị nào lấy comment cho em bộ kiwi đỏ. Kiwi màu đỏ. Đây rất là đẹp. Phong này là phong quần lửng mấy chị nha. Phong quần lửng. Cái này là quần mặc ngang gối. Quần lửng ngang gối. Lấy comment cho em bộ kiwi nè. Bộ kiwi size từ 40kg cho đến là 65kg. Rất là to luôn mấy chị. Size 2XL luôn nha. Hàng thun cô tông. Mặc co giãn thoải mái nha mấy chị nha. Đây rất là đẹp. Hàng này là hàng Lido luôn nè mấy chị nè. Hàng thương hiệu Lido BB rất là đẹp. Chị nào lấy comment cho em bộ kiwi đỏ.
kiwi đỏ em mấy chị. Em nên tiếp hàng đồ cho mẹ và bé đây. Đây chị nào lấy mẹ và bé lấy cho em bộ này không? Lấy bộ bà sữa này không mấy chị? Hết. Bộ ngố màu cam màu. Gì cái gì hết? Thì đó chị ơi, Thanh Lam ơi, cái mã 4 em hết 16 kg á, để em lên lại cái mã chị chốt lại giùm em mã à, khác được không? 4, cái mã 4 là sai lớn rồi. Ồ, mã hết số 7 rồi. Chị Thanh Lam ơi, cái bé 16 kg là thuộc size nhí á, chị lấy giùm em mấy cái mã này nha. Cái mã 4 là nó thuộc size đại rồi chị, nó nhảy qua size đại là tới 17 kg trở lên luôn nha. Rồi lấy giùm em mã này nè, em đọc cái mã lại hàng năm nha mấy chị nè. Bộ này comment cho em mã 16. Mã 16 giùm em nha. Cái này là size nhí là 72.000 một bộ. Chị có chọn mẫu không hay là tự luôn á? Rồi, bộ này comment cho em là mã 8 mấy chị nha. Mã 18. Mã 18 này em có nhí đại luôn. Chị nào muốn mặc cặp và bé này lấy cái bộ mã này nè. Mã 18, hàng này có nhí và đại. Cái hàng lanh này size nhí là 72k, size đại là 82k giùm em. Size nhí là từ 7kg cho đến 16kg, đại là từ 17kg đến 33kg nha. Này comment cho em mã 19. Đây chị Thanh Lam lấy 16 kg lấy giùm em mấy mã này nè. Mã 19 à 19 như 16 kg nãy chốt chị kia luôn rồi. Có đâu. Nhích lên 17 kg được không chị? Nhích lên 17 kg được không? Đây mã 14. Mã 14 được không chị? Mã 14 nè. Chị Thanh Lam chốt lại cái mã giùm em nha chị nha, chốt lại mã giùm em nha. Chị này chốt mã 8. Rồi mã này mã 3. Mã 3, hàng này em có 16kg đổ lại. Tại vì hàng này nhí đại nó không có trùng hình mấy chị. Em lên lại cho mấy chị coi nè. Mã 13. Rồi mã này mã 12 giùm em nha. Mã 12. 14 lấy số 6. Số 6. Bé em nó mặc số 4 đó chị. Bé em nó mặc số 4. Ừ, 16. Khoảng 14 đến 16 là số 6. Rồi mã này mã 11 giùm em mấy chị. Mã 11 nè. Mã 11 giùm em. Rồi mã này mã 9 nha mấy chị nha. Mã 9 giùm em ha. Mã 9 rất là đẹp luôn mấy chị. Đây chị Thanh Lam có chốt 16kg, chốt lại mấy cái mã này giùm em nha. Mã 10 nè. Mã 10. Rồi có chốt lại giùm em nha chị nha. Còn cái mã 4 thì chị muốn thì lấy 17 được không? Lấy 17kg được không? Nó nhảy qua size cổ rồi, là size đại rồi. Size đại là 82.000 một bộ. Rồi em lên bộ này. Em lên bộ ngố. Lên bộ ngố cho mẹ và bé luôn. Cái này em có mẹ và bé size từ 10kg cho đến 55kg giùm em. 10kg đến 55kg. Cái này là 90, 100 và 101 cho em mấy chị nha. 90, 100 và 101. Em có ngố màu hồng và ngố màu cam nè. Ngố hồng và ngố cam giùm em mấy chị. Đây 90, 100 và 101. 3 dòng size nhí đại cồ 10kg đến 55kg. Chị nào lấy comment cho em là bộ ngố nha. Bộ ngố hồng, ngố cam giùm em mấy chị nha. Ngố hồng, ngố cam nha. Mã 4 17kg là size số 7 chị ơi. Size số 7 là cái hàng lanh này. Size số 7 là nó nhảy qua size đại rồi. Size đại là 82.000 một bộ. Đây nè em đưa chị coi nè. Size số 7 nè chị. Bé chị là 16kg trừ hao chưa? Nếu chưa trừ hao thì lấy số 7 đi, cho nó thoải mái chứ để mấy con nó chặt á. Đây nè chị nè. Size số 7 nha. Cái này là size số 7 giùm em nha. Size số 7. Size số 7 là em chốt tầm khoảng 17 đến 19kg á. Cái mã 4 này nó không có size nhí, nó về size đại không à. Được thì chốt giùm em nha chị Thanh Lam nha. Rồi em lên tiếp mã đồ bộ cô Tông cho bé ha. Lên tiếp đồ bộ mấy chị, bộ con heo. Bộ con heo mấy chị. Heo màu xanh. Heo màu xanh này em có size từ 12kg cho đến là 38kg. Heo xanh 12kg đến 38kg, hàng thương hiệu Lido BB luôn mấy chị nha, chắc không cô Tông chính phẩm. Rồi bộ này, rồi ok chốt chị Thanh Lam cái bộ mã 482.000. Đây chốt chị bộ này chị. Lấy cái mã 4 ra dán vô cái bộ đó. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em bộ heo xanh. À dạ không chị, hàng lanh này không có 42kg đâu chị Phụng Chung. 42kg chị lấy hàng cô Tông đi cho bé nó mặc thoải mái. Hàng lanh không có đâu, lanh bây giờ em còn tầm cỡ 33kg đổ lại thôi chị. 42kg mấy bé size lớn đó, chị lấy hàng cô Tông nó mặc cho thoải mái nè. Nè em có lên mấy cái bộ 42kg này chị. Ai 42kg lấy mỗi mấy bộ đùi này đi. Hàng mới về nè, hàng không cô Tông này mặc cho nó thoải mái, to giãn chứ bị. Mặc hàng lanh rồi nó rút lại nữa tức. Hàng lanh, hàng size lớn ít có lắm, xưởng ít có mây hàng size lớn, hàng lanh lắm.
Rồi, lấy bộ này em chị, lấy bộ nơ này. Bộ nơ em có size bé 42kg nè. Bộ nơ có size từ 40kg đến 65kg mấy chị nha. 40 đến 65. Dạ, bộ lanh là size nhí là 72, size đại là 82 nghìn một bộ nha chị Lợi Lê nha. Hàng này hàng Lanh Thái loại 1 nha chị nha. Hàng Lanh Thái, chất bao đẹp luôn. Hàng này là hàng xịn, không phải là hàng Lanh thường hôm trước em like đâu. Hàng hôm trước em like hàng combo là hàng khác, lanh này là hàng khác. Rồi lấy bộ này, chị nào lấy bộ này comment giùm em bộ nơ xanh nha mấy chị nha. Bộ nơ màu xanh dương. Nơ màu xanh dương này là em còn size từ 40kg đến 50kg. Và một bộ tầm khoảng 60-65kg. À, bộ này là 160.000 nha chị Phụng Trung. Bộ nơ này hàng thun cotton 160.000 giùm em. Hàng thương hiệu Lido BB mấy chị. Hàng Lido chắc vải bao đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy comment cho em ha. Mấy cái hàng này chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Nhận hàng là tiền luôn á. Đây nơ em có màu xanh dương và màu xanh lá nè. Em có hai màu xanh dương xanh lá. Xịn sò luôn mấy chị. Hàng này cái này lấy về mẹ và bé mặc được nè. Cái này giờ em còn lẻ size. Cái khúc ở giữa em hết rồi. Em còn size từ 40kg đến 50kg. Và một bộ tầm cỡ 60-65kg. Giá sale mấy chị là 160k. Hàng này em bán tại shop giá 201 mấy chị nha. Hàng bán tại shop giá 201. Chị nào lấy comment chốt trên tin like được giá sale mấy chị. Chị nào lấy comment cho em bộ nơ này xanh dương xanh lá giùm em. Bộ nơ xanh dương xanh lá. Bộ heo hả chị? Bộ heo là giá 8999k giùm em. Đây, bộ heo này em có size từ 12kg đến 38kg nha. 12kg đến 38kg giùm em. 8999k. Size nhí là khoảng từ 12kg đến 27kg. Size đại là từ 28kg đến 38kg giùm em nè. Chị Lộc Hòn lấy bộ này comment nha em ha. Bộ heo màu xanh, nhí là 89, đại là 99k. Hàng thương hiệu Lido BB, chắc bao đẹp luôn mấy chị. Được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha. Đấy, mấy chị mua hàng nhà em là mấy chị biết chắc rồi. Hàng xịn thôi mấy chị nha. Rồi bộ heo, đây em có cái mã này nữa nè. Mã gấu. Lấy mã gấu mấy chị, mã gấu. Gấu em có hai màu, gấu vàng và gấu xanh. Đây mã gấu này, cái cổ bèo nè mấy chị nè. Đấy, cái quần lai bèo rất là dễ thương luôn ha. Đây bộ gấu vàng, gấu xanh. Size từ 12kg đến 38kg luôn. 12kg đến 38kg, nhí là 89, đại 99k. Nhí 89, đại 99k em. Chị nào lấy comment cho em là gấu vàng, gấu xanh. Bộ gấu vàng, gấu xanh, bộ đùi nha mấy chị nha. Bộ đùi của bé quần có túi luôn nè. Đấy, rất là dễ thương. Hàng thương hiệu Lido BB mấy chị ha. Chị nào lấy comment giùm em bộ gấu. Bộ gấu mấy chị nha, bộ gấu. Rồi đây em lên dài bộ đùi cho bé size lên lớn nữa nè. Chị Phong Chung bé mình size lớn lấy mấy bộ này đẹp nè. Gấu 28kg chốt chị Phạm Thành. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ gấu mấy chị nha, bộ gấu đỏ. Gấu đỏ giùm em, hàng này có size cồ từ 40kg đến 65kg. Hàng này có size cồ 145k. Bộ gấu 17kg hai màu, ok chúc chị Ngọc Trâm có đơn nha. Gấu đỏ giùm em mấy chị, gấu đỏ em có size từ 40kg đến 65kg luôn, 145k. Xem mấy chị bộ gấu này 145k. Hàng thương hiệu Lido BB luôn mấy chị nè. Rồi em có gấu màu đỏ, cái này là bộ đùi nha chị mấy chị nha. Đây bộ gấu này là đồ đùi ha. Gấu đỏ, rồi em có gấu xanh. Gấu đỏ, gấu xanh giùm em. Gấu xanh size từ 40kg đến 65kg. Gấu màu vàng nữa nè. Đấy, gấu đỏ, gấu xanh, gấu vàng cho em mấy chị nha. Gấu vàng rất là đẹp luôn mấy chị. Hàng thun cotton chấm phẩm 145k. Bộ gấu này, bộ gấu size cồ này em xem 145k. Chị nào lấy comment cho em gấu nha. Gấu. À, các chị nào lấy đồ bé trai không? Em lên xem kỹ một số mẫu đồ bé trai mấy chị nha. Đây em lên bộ này mới về nè. Lên bộ nhện. Bộ nhện của bé trai hàng mới nè. Bộ gấu đỏ chốt chị Hồng Thảo. Bộ nhện chị nào lấy nhện comment em. Size từ 12kg đến 40kg giùm em. Bộ nhện em có 3 màu. Em có nhện đỏ, nhện trắng và nhện vàng. Minh Thanh cộng tác viên. Cộng tác viên gì? 12kg cho đến là 40kg giùm em mấy chị nha. Chị nào lấy comment em bộ nhện 8999k size nhí đại. Size nhí là từ khoảng 12kg đến 27kg. Đại là từ 28kg đến cho là 40kg. Hàng này có 40kg mặc vừa luôn nè. Chị nào lấy comment em bộ nhện nha. Bộ nhện hàng thương hiệu mấy chị nha. Hàng Dabic. Hàng này là hàng Dabic. Cái dòng Dabic với dòng Lido BB nó giống nhau mấy chị. Chắc vậy. Thiện sò cực đẹp luôn. Nhớ chụp bill giùm em nha. Rồi lấy comment cho em nhện mấy chị nha. Nhện vàng, nhện trắng, nhện đỏ. Nhện này em có 3 màu mấy chị nè. Nhện có 3 màu, nhện vàng, nhện trắng, nhện đỏ. 8999k. 8999k, hàng này chỉ có nhí đại thôi mấy chị. Nhí đại. Rồi lên bộ thun lạnh nè. Bộ thun lạnh.
Rồi em lên bộ thun lạnh thể thao cho bé trai nè mấy chị. Bộ thun lạnh thể thao cho bé trai, hàng này em có size từ 12kg. Bộ này có size từ 12kg cho đến là 28kg mà em nha. 12kg đến 28kg, chị nào lấy comment cho em là bộ thể thao. Bộ nine nè, nine này giá cái này em chỉ có size nhí thôi. 10kg đến 28kg là thuộc size nhí thôi nha mấy chị nha. Size nhí bộ này là 95k em em. Mã nine này em có size nhí thôi, không có đại cồ. 95k. Đây, size nhí giùm em mấy chị ơi. Size nhí nè, em có màu xanh lá nè, màu cam nè, màu đỏ nè, màu vàng nè. Và có size nhí nè mấy chị nè. Hàng thun lạnh loại 1 rất là đẹp luôn mấy chị. Đấy, xịn sò luôn nha. Hàng này ngoài thị trường thì mấy chị bộ này bán ngoài thị trường chắc cũng phải 180 một bộ mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Đây, nhà em bao chốc cho mấy chị. Được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Rồi, chị nào lấy comment cho em là bộ thun lạnh giùm em size từ 12kg cho đến là 28kg giùm em, 95k một bộ. Rồi cái màu này là em có nhí đại luôn mấy chị. Màu xanh lạ này em có size nhí và đại từ 12kg đến 40kg nha. Xanh lạ là có nhí và đại, còn bốn màu kia là chỉ có nhí thôi mấy chị nha. Đây, chị nào lấy nhí đại này size từ 12kg đến 40kg, 95105k. 95105k, chị nào chốt comment cho em bộ nai. Bộ nai thun lạnh mấy chị nha, bộ nai thun lạnh hàng bao chất luôn mấy chị ơi. Xịn sò luôn nha. Ai em làm bộ đuổi bé gái nè. Làm bộ mèo. Cái bộ mèo bé gái mấy chị. Ai, cái này em có nhí đại cồ luôn mấy chị nào mà lấy size cồ mẹ và bé này, size 40kg, năm mấy kg này lấy mấy bộ này nè. Mặt mẹ và bé rất là đẹp nè. Rồi lấy bộ này comment cho em là bộ mèo. Em có mèo vàng, mèo hồng và mèo xanh, ba màu. Mèo vàng, mèo hồng, màu xanh. Có size cho bé từ 10kg cho đến là 50kg mấy chị. 10kg đến 50kg giùm em. 75, 85, 95k. Nhí đại cồ, 3 dòng size nhí đại cồ mấy chị. 10kg cho đến là 50kg mấy chị yêu ha. Màu vàng nè, mèo màu vàng. Đây phía sau của nó nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi em có mèo màu vàng nha. Rồi mèo màu hồng giùm em mấy chị. Mèo hồng nè. Đấy size nhí đại cồ 75, 85, 95k. Chắc khung cô tông chấm phẩm mấy chị. Bao chắc mấy chị luôn. Size từ 10kg cho đến là 50kg. Mèo màu xanh, mèo màu hồng, mèo màu vàng cho em nha. Đấy có 3 màu mấy chị ha. Chị nào lấy comment cho em bộ mèo. Bộ mèo này mà các bạn dễ thương mấy chị. Bộ mèo mấy chị nha. Bộ mèo, bộ mèo. Ai lên bộ size cồ bé trai đi. Lên size đại cồ bé trai nè. Chị lấy, chị nào lấy bộ này comment cho em bộ, bộ chữ á. Bộ chữ, chữ này em có size từ 25kg cho đến là 60kg mấy chị. Bộ chữ của bé trai em có từ 25kg đến 60kg. Hàng này đại và cồ. Hàng này đại và cồ giùm em. 25kg đến 60kg. Size đại là 95 mà size cồ là 105k. Em có chữ màu xám. Rồi chữ màu đỏ nè mấy chị, chữ màu đỏ. Rồi chữ màu xanh giùm em nha. Bộ chữ màu xanh. Rồi chữ này chữ màu cam. Em bị khẩu trang em like hả? Chữ màu cam. Chữ cam. Chữ cam giùm em nè. Đấy size rất là lớn luôn mấy chị nha. Đại cồ khủng luôn, 60kg luôn mấy chị. Size từ 25kg đến 60kg luôn nè. 95, 105k. Tính ra là size cồ 105k quá là rẻ mấy chị. Một bộ đồ bé trai size bự thì bự mà chỉ có 105k thôi. Cái này mấy chị mà đi mua ngoài những cái shop khác thị trường á là cũng phải 150 một bộ nè. Rồi chị nào lấy comment em bộ chữ bé trai nha. Bộ chữ bé trai có 4 màu, chữ xám, chữ đỏ, chữ xanh và chữ cam giùm em nha. Chữ có 4 màu giùm em mấy chị, bộ chữ có 4 màu nha. Có. Hôm qua tiếng qua lấy. Qua tiếng qua lấy. Rồi chị nào lấy bộ này comment em, bộ này là bộ khó kéo nè. Bộ khó kéo giùm em. Khó kéo em có màu vàng và màu xanh. Bộ khó kéo màu vàng và màu xanh. Dạ trời, mấy cái hàng này chắc phun cô tông chấm phẩm bao đẹp luôn mấy chị yêu nha. Hàng phun cô tông chấm phẩm chắc xịn sò luôn á. Đấy, hàng nhà em là hàng loại 1 đó mấy chị. Rồi lấy bộ này comment em bộ khó kéo màu vàng và màu xanh. Size từ 25kg cho đến là 25kg cho đến 43kg mấy chị. 25kg đến 43kg. Khó vàng và khó xanh giùm em. Bộ này 85, 95k. Đại và cồ 25kg đến 43kg. Chị nào lấy comment cho em bộ khó kéo nha. Khó kéo màu xanh màu vàng giùm em mấy chị nha. Bộ khó kéo màu xanh màu vàng. Đây. Em lên bộ Mickey.
Thêm bộ Mickey giùm em mấy chị, bộ Mickey nè. Mickey này, hàng sắc nách của bé gái, bộ đùi sắc nách. Em cắt size từ 10kg cho đến là 35. Còn 35 không? 33. 10kg đến 33kg thôi mấy chị. Hàng này còn 10kg đến 33kg. Có 4 màu, Mickey màu hồng, Mickey màu xanh, Mickey màu cam nè mấy chị nè, Mickey màu vàng nè. Giá 75-85k giùm em bộ Mickey 10kg cho đến là 33kg giùm em, hàng thun cô tông chấm phẩm mấy chị nha. Đây rất là đẹp luôn. Em có 4 màu, Mickey vàng, hồng, xanh, cam. Đấy, chị nào lấy comment giùm em bộ Mickey hàng sắc nách. Trời, mùa này mặc mấy bộ này là quá đã luôn mấy chị. Chị nào lấy comment giùm em Mickey nha, bộ Mickey nè. Nào lấy bộ này comment nha, bộ hoa cúc cycle, bộ của mẹ. Bộ của mẹ. Cái này bé mấy bé mà tầm 40kg nè, 40kg, 50kg mặc cái này mặc cặp với mẹ được nè. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em là bộ hoa cúc. Bộ hoa cúc 159k, size từ 40kg cho đến là 65kg giùm em. Hoa cúc màu xanh, phong quần lửng mấy chị nha. Bộ này là quần lửng giùm em, hoa cúc xanh nè. Hoa cúc xanh giùm em, hàng này là hàng thương hiệu Lido Baby mấy chị. Size từ 40kg cho đến là 65kg giùm em, 159k. Sale mấy chị bộ hoa cúc 159k, quần có túi quần lửng. Lửng này là quần lửng ngang gối mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy comment em bộ hoa cúc nè. Bộ hoa cúc hàng thương hiệu Lido Baby, sale mấy chị 159, hoa cúc sale 159k giùm em. Rồi lấy bộ này comment em là bộ màu cam nè. Bộ màu cam cho em mấy chị nha, bộ cam. Bộ cam này còn size từ, bộ cam này em còn từ 45kg cho đến là 65kg. Cam 45kg đến 65kg giùm em, cam 160.000. Bộ cam 160.000 giùm em mấy chị ha, hàng thương hiệu. Hàng này là hàng Wing BB nè mấy chị nè, hàng Wing BB, chất vải rất là đẹp luôn. Đấy, phong quần lửng luôn mấy chị nha. Đây, quần lửng này quần tầm chín tóc mấy chị, quần chín tóc. Rồi, chị nào lấy bộ này comment cho em bộ cam mấy chị, bộ cam. Bộ cam từ 45kg cho đến là 65kg giùm em, 160k. Bộ cam cho em mấy chị ơi, bộ cam. Rồi em lên tiếp đồ của bé nha mấy chị nha. Mấy chị muốn lấy đồ bé, bé bao nhiêu ký mấy chị comment em lên mẫu cho. Đây lên bộ bọt sữa bé gái nè. Lên bộ bọt sữa bé gái. Bộ bọt sữa quần quần ngủ mấy chị, quần đây tầm cỡ quần chín tấc mấy chị nè. Quần hip hop rất là đẹp luôn. Rồi bọt sữa giùm em. Đây, quần nó có bo nè, bo chung quần nè. Đấy, phong hip hop rất là đẹp luôn nha, xịn sò nha. Áo là áo lửng còn rất tốt mấy chị nha. Rồi chị nào lấy bộ này comment nha, bộ bọt sữa. Bọt sữa này có size từ 10kg cho đến là 38kg mấy chị, 10kg đến 38kg. Size nhí là 89k và size đại là 99k giùm em. Bọt sữa này em có 4 màu. Em có bọt sữa màu trắng. Rồi bọt sữa màu vàng giùm em nè. Bọt sữa màu cam nha. Rồi bọt sữa hồng ha mấy chị ha. Đây, bọt sữa có 4 màu nè. Từ 10kg cho đến là 38kg giùm em, 8999k bộ bọt sữa. Rất là đẹp luôn mấy chị, phong hip hop xịn sò luôn nha. Chị nào lấy comment em bọt sữa nha. Trời ơi, bộ hoa cúc dễ thương quá mấy chị, phong quần ống động nè. Bộ hoa cúc bé gái, bộ này em chỉ là size nhí thôi mấy chị. Size nhí là tầm khoảng 10kg cho đến 22kg thôi. Bộ hoa cúc màu hồng em chỉ có từ 10kg đến 22kg thôi. Chị nào lấy comment em hoa cúc màu hồng 75k. Hoa cúc hồng 75k, phong quần ống rộng rất là đẹp mấy chị. Chất phong cô tông chấm phẩm giùm em nha. Đấy, quần ống rộng áo còn rất tốt nè. Chị nào lấy comment em là hoa cúc màu hồng 10kg đến 22kg hoa cúc hồng giùm em. Hoa cúc hồng nha mấy chị nha, hoa cúc hồng. Đây, bộ này là quần lửng luôn mấy chị. Bộ này quần lửng dưới gối. Bộ này quần lửng dưới gối. Chị nào lấy comment em bộ trên, bộ Gucci. Bộ Gucci mấy chị nha, Gucci màu vàng và Gucci màu hồng nè. Hoa cúc hồng 17kg, phạm thành có đơn nha. Rồi Gucci này em có từ 23kg đến 33kg mấy chị. 23kg đến 33kg giùm em, 85k một bộ. Gucci màu hồng và Gucci màu vàng. Đây, phong quần lửng mấy chị. Đấy, áo ba lỗ quần lửng nha. Chị nào lấy comment cho em bộ Gucci mấy chị yêu ha. Gucci hàng baby kit. Bộ Gucci em, bộ Gucci phong quần lửng dưới gối. Rồi đây em lên bộ ba mai bé trai nè. Em lên mã này bé trai bé gái mặc vừa luôn mấy chị. Đây cái mã này mẫu nai nè. Nai này form thể thao, trai gái gì mà cũng được mấy chị. Này trai gái gì mà cũng được nha. Có size từ 13kg cho đến 38kg giùm em. 13kg đến 38kg, 85-95k. Bộ nai này có 85-95k, size nhí đại 85-95k. Từ 13kg đến 38kg giùm em. Em có nai màu xanh.
Rồi nai màu vàng mấy chị, nai màu vàng nè. Rồi nai màu cam cho em nha, hàng thương hiệu David mấy chị nha. Hàng thương hiệu David rất là đẹp. Bộ chữ bé trai, chị Văn Nguyễn ơi, bộ chữ bé trai chị lấy bé bao nhiêu ký chị? Đây để em lên lại cái mã bộ chữ cho chị nè. Bộ chữ chị lấy mẫu này đúng không? Chị chốt cho bé bao nhiêu ký lên thì em số ký của bé với lại màu giùm em luôn nha. Đây bộ chữ giùm em. Chưa gì hết, chưa gì hết mà la đặt đồ rồi. Ừ. Ủa chứ lâu nay chị không biết hả? Chưa gì hết mà la đặt đồ gì rồi trời. Rồi đây chị Văn Nguyễn lấy bộ chữ màu nào comment lại giùm em, lên kèm xem cái số ký của bé giùm em nè. Chữ nè, bộ chữ này có size từ 25kg đến 60kg luôn mấy chị nha. 25kg đến 60kg em có chữ màu đỏ. Bộ này là 95105K. Rồi chữ màu xanh của ba nè, chữ màu cam nè, và chữ màu xám. Bộ chữ này em có 4 màu nha. Đấy lấy màu nào comment giùm em màu đấy. Có 4 màu, chữ xám, chữ cam, chữ xanh, chữ đỏ, size từ 25kg cho đến là 60kg giùm em, 95105K. Bộ này 95105K giùm em mấy chị. Rồi chữ xanh 34kg, chúc chị lên Mỹ Chi có đơn. Lấy bộ này comment cho em bộ lá cờ mấy chị này. Bộ lá cờ này cũng có đại cô nè. Xanh cô ban hả chị? Rồi ok chị Văn. Lấy bao nhiêu ký vậy chị? Văn Nguyễn này, Văn Nguyễn nào vậy chị Ngọc? Chị Ngọc biết không? Và chị Văn kia không? Chị Văn Nguyễn ơi, lên giùm em số cái số ký của bé đi chị. Bé chị nhiêu ký vậy? Shop em nhiều Văn Nguyễn quá thì em không nhớ. 47kg thì em có size chứ 15kg không có nha chị nha. 47kg, 15kg không có. Cái này em chỉ có size đại và cô thôi, không có 15kg. Chị muốn mặc cặp hai đứa đúng không? Mặc cặp hai đứa cái hàng này mình còn ta. Cái hàng này còn không chị Ngọc? Coi thì cái nào còn chị kia. Số 5 với lại số 17, 18, 16. Vậy là không trộn. 47kg, vậy chị lấy cái này hai bé riêng chứ còn lấy cặp chứ không có rồi chị. Lấy cặp em giờ em hết rồi. Hàng size cặp hai đứa hình như hơi hiếm. Hôm bữa có mẫu nai mà giờ hết rồi. Rồi lấy bộ này nha, bộ này em có size của 47kg luôn nè. Chị Văn Nguyễn em chốt chị màu xanh của ban 47kg nha. Còn 15kg lựa qua mẫu khác cho em nha chị. Lấy bộ này chị nào lấy bộ này comment cho em bộ lá cờ mấy chị, bộ lá cờ. Lá cờ này em có size từ 25kg đến 58kg thôi. 25kg đến 58kg chị nào lấy comment cho em cờ đỏ cờ xanh. Cờ đỏ cờ xanh giùm em 95105K, hai dòng size đại và cô. Cái này em chỉ có đại và cô thôi nha mấy chị nha, đại và cô thôi. Size nhí chị lấy qua mấy cái hàng thể thao này không chị? Lấy qua hàng thể thao này không? Mấy bộ thể thao này có bộ size nhí này đẹp lắm luôn nè. Đây, bộ thể thao Nike. Bộ Nike giùm em. Nike này em còn size từ 12kg cho đến khoảng màu xanh kia. Màu xanh lắm là còn số 22 chị. Còn màu số 22. Rồi. Dạ, cái mẫu chữ đó là không có màu nào có hết chị. Cái mẫu chữ đó là chỉ có size 25kg là nhỏ nhất. Chứ 15kg là không có. 15kg lấy mẫu khác đi chị. Rồi bộ này em có size từ 12kg cho đến là 70kg nhưng mà hàng này bị lẻ size rồi. Cái mấy bộ này cũng hết size bé chị Văn Nguyễn rồi. 15kg chị lấy em bộ này nè. 15kg lấy bộ này, bộ Nike. Em có Nike màu đỏ. Rồi Nike màu vàng, chắc thun lạnh mà rất là mát luôn. Rồi Nike màu xanh coban, Nike màu xanh lá em nha. Đây bộ Nike thể thao em có size bé 15kg nè. Cái này em bị lẻ size, cái này em còn bộ 70kg nhưng mà cái bộ 47kg là hết mất rồi. Cái này tầm cỡ 45kg thì em còn. 40 chứ 45 cũng không còn. 40 này số 16 luôn chị Kim. 40 rồi chị, 45kg, 47kg giờ hết rồi. 47kg lấy riêng. Đây em lên lại bộ thun lạnh thể thao nữa nè. Bộ thể thao 17kg lấy mấy bộ này nè, 15kg lấy mấy bộ này đẹp nè chị. Bộ thể thao. Chị nào lấy bộ này comment giùm em là bộ Nike. Nike màu vàng giùm em nha. Nike màu vàng. Rồi nai màu đỏ, mấy cái bộ này là em có size từ 12kg cho đến là 27kg thôi. 12kg đến 27 giùm em. Nai màu cam, rồi nai màu xanh cho em. Không biết, sư phụ cho em có biết không? Để em quay giờ em sợ không được đâu quá. Rồi bộ nai màu xanh lạ là em còn từ 10...
bộ nai màu xanh lạ là em còn từ 12kg đến 40kg luôn nha. Màu xanh lạ này em có nhí đại luôn, 12kg đến 40kg. Còn bốn màu này em chỉ có size nhí thôi mấy chị. Bốn màu này em có size nhí thôi, rồi tầm 12kg đến 27kg thôi. Đấy, chị 10-15kg lấy mấy bộ đấy đẹp đấy chị. Lấy bộ nhện cho bé không? Lấy bộ nhện không nè. Nhện đỏ đẹp nè. Nhện nhện này em có size từ 12kg đến 38kg luôn nha mấy chị nha. 12kg đến 38kg, hàng thương hiệu Dabic rất là đẹp luôn. Đấy, nhận hàng là bao chất cho mấy chị luôn á. Em có nhện màu đỏ nè, rồi nhện màu trắng, nhện màu vàng, 8999k, size nhí là 89, size đại là 99k giùm em. Chị nào lấy comment cho em ha. Ừ rồi, không đúng được đâu, uống đâu bụng ấy. Để tặng hôm qua cái giờ mà. Rồi, để em lên tiếp mẫu với chị nha. Đây, 15kg lấy mẫu mẫu này không chị, lấy bột khủng long không nè. Lấy bột khủng long. Khủng long em có khủng long màu trắng và khủng long màu đen. Màu trắng là em còn từ 12kg đến 38kg mấy chị. Màu đen là từ 16kg đến 33kg giùm em nha. Chị nào lấy comment em khủng long. Khủng long này là 95-105k, size nhí là 95k, size đại 105. Quần này là quần kaki mấy chị nha. Quần kaki co giãn cho bé nhà mình. Đấy, mặc rất là thoải mái, mấy chị yên tâm ha. Đây, chiều sáng chịu ăn. Giờ đồ uống đậu quê. Đấy, chị nào lấy bộ khủng long comment em khủng long mấy chị nha. Khủng long. Ê, mấy chị lấy hàng hàng khung lạnh. Cũng là nhiều hình của mình đâu ha. Ê, chị lấy mấy bộ thể thao này nè, lấy mấy chị lấy bộ thể thao. Mấy bộ thể thao mấy chị. Khủng long trắng 17kg chút chị Hồng Thảo có đơn nha. Rồi em lên bộ thun lạnh thể thao cho bé trai nha. Thun lạnh thể thao cho bé trai em có size từ 10kg cho đến là 38-40kg mấy chị. 40kg bé nào còn ngọt 40kg mặt vừa. 12kg đến 40kg giùm em bộ thun lạnh thể thao. Đây, hàng thể thao đá banh rất là đẹp luôn. Cái này em có size 12kg đến 40kg, giá nhí là 69k, đại 79k. Này giá sale mấy chị nha. Giá này giá sale, giá bán tại shop 8595. Đây, chị nào mua trên live được giá sale 69-79k nè. Chị lấy comment em mã này là mã 14. Cái này là có rất nhiều hình, em đọc cái mã mấy chị chốt theo mã giùm em. Mã 14 nha. Rồi, mã này là comment cho em mã 15 mấy chị. Mã 15, phong đồ thể thao, áo cổ ti chữ, áo cổ V rất là đẹp mấy chị. Đấy, hàng thun lạnh chắc rất là mát luôn. Rồi mã này mã 13 cho em mấy chị, mã 13 nè. Mã 16 nè. Đấy, mã 16 mấy chị nha. Trời ơi, hàng xịn sò luôn. Rồi mã 5. Chị nào lấy mã này comment cho em mã 5. Mã 4 nè. Mã 12 cho em. Mã 12 mấy chị ha. Size từ 12kg cho đến là 40kg luôn. 12kg đến 40kg giùm em. Mã 1. Comment cho em mã 1 rồi. Ok, chị Hồng Thảo có đơn, chị Ngọc Trâm có đơn nha. Rồi mã 10 mấy chị, mã 10. Mã 10. 6979k mấy chị nha. Đây mã 9 giùm em nè. Rồi mã 8 mấy chị, mã 8. Mã này comment cho em mã 7. Mã 3 mấy chị. Đây, mã 3. Rồi rất là đẹp luôn mấy chị. Đấy, hàng thun lạnh nha. Rồi chị Phạm Thanh có đơn nha, mã 2 nè. Rồi lấy mã này comment cho em là mã 11 mấy chị nha, mã 11. Đấy, mấy chị cái hàng này chị mấy chị chốt đơn theo cái mã kèm theo số ký của bé giùm em mấy chị nha. 6979k. Bộ này đang sale 6979k mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị có lấy đồ gì nữa không? Em lên cho này mấy chị. Rồi mấy chị muốn lấy đồ bé trai bé gái gì nữa không? Em lên cho. Đây chị nào lấy bộ gấu nè, bộ gấu lon, bộ lon màu nè. Đây lon màu rất là đẹp nha. Bộ lon màu em có gấu vàng và gấu hồng giùm em. Gấu vàng, gấu hồng size từ 10kg cho đến là 25kg. 10kg đến 25kg, hàng này hàng Lily mấy chị, hàng Lily chất bao đẹp luôn. Rồi bộ này sale mấy chị 75k giùm em. Chị nào lấy comment cho em gấu vàng, gấu hồng nha. Gấu vàng, gấu hồng 75k em mấy chị.
Em lên thêm đồ bé trai nha, lên đồ bé trai. À mấy chị lấy xuất hàng không? Nên lại xuất hàng nè. Sale xuất hàng mấy chị, sale bộ xuất hàng nha. Xuất hàng sale mấy chị 55k. Size nhí đại từ 10kg cho đến là 35kg. Ai bộ xuất hàng? Sale bộ xuất hàng 55k, nhí đại đồng giá 55k dùm em mấy chị ơi. Ủa thấy cái quần nó đi đâu mất rồi. Rồi em lên bộ xuất hàng. Ủa sao cái áo còn có quần nó hết rồi. Nó hết cái quần rồi. Nó lộ trong nóng đó chứ ai ngay nút luôn. Trong nóng kia này. Nó đi đâu rồi? Không, lấy kiếm sau đi, lấy bộ đây. Rồi lấy bộ xuất hàng mấy chị nha. Xuất hàng bé gái thì giờ em còn tầm cỡ 10kg cho đến là 23kg thôi, 22kg thôi. Bé gái là 10kg đến 22kg giùm em. Bé trai là 10kg cho đến là 35kg luôn nha. Sale xuất hàng 55k, đồng giá nhí đại 55k. Chị nào lấy comment nha, bộ xuất hàng. Đấy rất là nhiều hình đẹp luôn. Hàng xuất hàng là vui lòng mà không chọn hình giùm em mấy chị nha. Đây mấy chị chốt bao nhiêu bộ comment, chốt mấy bao nhiêu bộ ha. Hàng xuất hàng tại vì về rất nhiều hình, cả ngàn hình mấy chị. Giờ chọn hình không có được. Rồi lấy xuất hàng comment em xuất hàng nè. Toàn là hình đẹp mấy chị, bên em tuyển là hình đẹp thôi. Mấy chị nào chốt comment cho em bé gái bé trai kèm theo số ký của bé em, bên em chốt đơn mấy chị yêu nha. Size từ 10kg đến 35kg mấy chị nè. Bé gái 10kg đến 22kg, bé trai là 10kg đến 35kg dùm em, bộ xuất hàng. Đồng giá sale đồng giá 55k dùm em. Chị nào lấy comment xuất hàng 55k. Xuất hàng 55k, bé trai là 10kg cho đến là 35kg. Bé gái là từ 10kg cho đến là 22kg dùm em. Trời chắc rất là đẹp luôn. Hàng xuất hàng nhà em là hàng này, hàng loại 1 mấy chị nha, hàng tuyển nha mấy chị nha. Đấy, toàn là hình đẹp thôi. Bé trai là siêu nhân, hình xe, hình khủng long nè. Rồi bé gái là chủ yếu là tông màu hồng, màu trắng là nhiều nha mấy chị. Chị nào lấy xuất hàng comment em á, bộ xuất hàng nha. Rồi ok, chúc chị Phạm Thành có đơn nha, chị Phan Thị Lan có đơn nha. Trời bộ này hàng này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị lấy 3-4 bộ về cho con mặc, tính ra quá rẻ mấy chị. Đây có 55 ngàn một bộ. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Tương đương với hàng sóc xịn luôn mấy chị. Mà giá quá là rẻ, quá là mềm luôn. Giá này là bên em sale rồi mấy chị. Đấy, chị nào lấy xuất hàng comment em bộ xuất hàng. Bộ xuất hàng giùm em mấy chị. Chị nào lấy comment giùm em xuất hàng nha. Xuất hàng nè. Bộ xuất hàng cho em mấy chị yêu ơi, bộ xuất hàng. Đây, đấy, xuất hàng bé gái bé trai rất là nhiều hình đẹp luôn. Rồi mấy chị lấy đồ gì nữa, chị comment em lên cho mấy chị, sao buồn quá. Không anh nói gì nha, nói vậy chứ ít bữa ít cũng phải chơi chứ em không gì không được. Nhà chồng em này, có lần mẹ chồng em mà sao không được. Đấy là mình đang nói cái gì là ở quê cái không biết là kêu không được về quê đó. Em cũng không được. Thì lúc nào mấy con đây ở cùng Mỹ ở đâu là... Đấy là không cái kiểu không được về Mỹ chơi chứ con mà như em là về có công chuyện không dỗ phải về nữa đâu. Không phải tay xong à? Tay xong em phải nói được gì. Nhung cũng nói được gì với con này. Thôi mau like nha mấy chị, like nha, tôi like lại mấy chị ơi. Mệt rồi. Mệt rồi. Bye bye mọi người.